Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một quyển sách mới có tên là Bí mật chuyên gia. Quyển sách này là quyển sách thứ hai trong series những quyển sách kiểu bí mật của Russell Brunson. Quyển sách này thì được viết lời tựa bởi Robert Kiyosaki. Thì bí mật chuyên gia sẽ giúp tạo ra dòng người sẵn sàng trả tiền để hệ nghe lời khuyên của bạn. Thì ở đây bí mật chuyên gia là gì? Thì các bạn có thể biết được là thông điệp của bạn có sức mạnh để thay đổi cuộc sống người khác chỉ khi mà bạn biết cách đưa thông điệp đó với những cái người đang yêu cầu bạn thay đổi cuộc sống của họ mà thôi. Đầu tiên đến với những cái lời giới thiệu thì ở trong cuốn sách này có nói đến hai loại hình kinh doanh thông tin. Những cái thông tin mà bạn muốn bán cho những cái người mà yêu cầu bạn theo cuộc sống của họ ấy, thì loại hình kinh doanh thông tin đầu tiên đó là bán sản phẩm thông tin. Khi đó thì bạn thu thập những cái bài học cuộc sống của bạn, bạn tạo ra một sản phẩm thông tin, những cái chương trình huấn luyện hay tư vấn, và bạn trở thành chuyên gia bán sản phẩm thông tin đó. Cách kinh doanh thông tin thứ hai đó là tận dụng những cái sản phẩm thông tin để có thể phát triển công ty hiện tại của bạn. Thì bạn sẽ tập trung vào bán những cái sản phẩm thông tin nhưng mà như là một chuyên gia, và sau đó thì bạn sẽ khiến khách hàng mong muốn có được những sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang bán cho họ, mà bạn không cần phải quá nỗ lực để bán hàng. Và phần 1 thì chúng ta đến với là tạo dựng cộng đồng của bạn. Trên thế giới thì có rất nhiều chuyên gia, nhưng cũng có rất nhiều chuyên gia đã phá sản bởi vì những cái lời khuyên hoặc là những cái thông tin, những ý kiến của họ không được mọi người lắng nghe, hoặc là không đến được với những người cần lắng nghe. Thì ba điểm chung của những cái người mà có thể gọi là chuyên gia trong cái lĩnh vực của họ, ví dụ như là Hitler hay là Chúa Giêsu, đó là mà giúp họ xây dựng cái cộng đồng của riêng mình, thì đó là họ đều là những người lãnh đạo có sức hút, có sức ảnh hưởng. Thứ hai là họ tập trung vào câu chuyện tương lai hơn là chính cái cuộc sống của họ. Thứ ba là họ đều mang đến cho khán giả, những người nghe ý kiến của họ, một cơ hội mới. Thì tiếp đến là khái niệm là 1.000 fan thực sự. Thì những cái fan thực sự là gì? Fan thực sự là những người sẵn sàng trả tiền cho bạn để có được những cái thông tin của bạn. Tiếp theo là cái khái niệm 1.000 fan thực sự này, đó là mỗi người thì cần 1.000 fan thực sự thì mới có thể kiếm sống được từ những cái fan thực sự đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với bí mật thứ nhất, đó là những nhà lãnh đạo có sức hút mà có sức ảnh hưởng, hay là những cái nhân vật thu hút. Thì những thời điểm mà bạn trở thành một người lãnh đạo đó là cái thời điểm mà lần đầu tiên bạn cố gắng làm một cái gì đó, nhờ cái việc làm cái gì đó đấy thì bạn sẽ tìm thấy lối đi của riêng mình và bắt đầu chia sẻ chúng cho những người khác. Khởi đầu thì bạn sẽ là phát triển bản thân, và tiếp theo đó cái việc phát triển bản thân đó lại trở thành việc cống hiến cho cộng đồng, thì khi đó bạn sẽ trở thành một chuyên gia. Tiếp theo bạn phải trả lời câu hỏi, đó là ai là người mà bạn muốn phục vụ. Thì câu hỏi đầu tiên phải đặt cho bản thân, đó là bạn phục vụ ai. Đáp án ở đây là những cái người mà giống như bạn, giống như cái con người của bạn trước khi mà bạn trở thành chuyên gia. Với tư cách là một người dẫn đường thì bạn sẽ dẫn dắt họ đi theo những con đường mà trước đó bạn đã đi và đạt được đến cái thành tựu là bạn trở thành chuyên gia đó. Thì tiếp theo, sau khi trả lời được câu hỏi ai là người bạn muốn được phục vụ, thì bạn phải thực sự hiểu được cái lý thuyết về thị trường con và thị trường ngách. Thì vấn đề tìm thị trường, để trả lời được cái thị trường mà bạn muốn phục vụ, thì bạn cần trả lời câu hỏi là bạn có kiến thức chuyên môn vững vàng nhất ở lĩnh vực nào. Khi đó thì bạn có thể kiến thức chuyên môn nào bạn có thể ghi ra, và đó là những cái thị trường của họ. Nhưng thị trường thì quá lớn để bạn có thể kiếm tiền.
Tiếp đó thì bạn phải tìm một cái thị trường con. Ở thị trường con thì bạn trả lời câu hỏi là chuyên môn của bạn phù hợp với thị trường con nào. Một thị trường thì có khá nhiều thị trường con, bạn có thể ghi ra từ thị trường và bao nhiêu thị trường con, và bạn sẽ xem được là chuyên môn của bạn phù hợp với thị trường con nào. Tiếp theo thì bạn bạn chưa thể kiếm tiền được cái từ từ cái thị trường con này của bạn, bởi vì là những người khá giả giàu có thì thường nằm ở trong thị trường ngách. Bạn phải tìm kiếm được một cái thị trường ngách từ cái thị trường con này, và bạn phải trả lời câu hỏi là bạn có thể mang đến cho khách hàng ở cái thị trường con này những cái điều gì khác lạ và khác biệt hơn so với những người khác làm. Khi đó thì bạn sẽ tạo dựng ra được cái thị trường ngách của riêng mình. Và thị trường ngách chính là chìa khóa thành công của một chuyên gia. Sau khi mà bạn xác định được thị trường mà bạn muốn phục vụ thì bạn hãy trả lời những cái câu hỏi sau để xem thị trường ngách đó liệu có khả thi hay không. Câu hỏi đầu tiên là liệu khách hàng ở thị trường con có hứng thú với những cái cơ hội mới mà bạn đưa ra cho họ và dẫn họ đến cái thị trường ngách hay không. Câu hỏi thứ hai là mọi người trong thị trường ấy có một niềm đam mê nước phi lý hay không, bởi vì như kiểu là họ họ có một cái niềm đam mê mà ít người đam mê này. Thứ hai là họ có thể trò chuyện về những cái niềm đam mê đó cả ngày mà không không cần quan tâm đến những người khác có thích cái đó hay không. Thứ ba là họ say mê, họ yêu thích cái đó một cách rất là kiểu phi lý. Họ không cần phải đưa ra những cái lý do mà họ chỉ đơn giản là thích những cái điều đó thôi. Câu hỏi thứ ba đó là người ta có sẵn lòng hay là đủ điều kiện để chi tiền để có thể mua thông tin từ bạn hay không. Thứ nhất là sẵn lòng. Ví dụ như bạn sản xuất nội dung video cho những đối tượng là trẻ em hoặc là cấp 1, cấp 2 chẳng hạn, thì khi đó họ họ rất sẵn lòng với xem những cái thông tin, những cái video mà bạn cung cấp cho họ, nhưng họ không có đủ khả năng chi trả để có thể mua được những cái gì mà bạn bán. Tiếp theo là có những đối tượng thì đủ điều kiện chi trả, vì điều đủ điều kiện chi trả nhưng mà họ không sẵn lòng để mua những thông tin từ bạn, bởi vì họ chưa chưa tin bạn. Thì bạn sẽ sau khi mà xác định được bài câu hỏi đó thì cái thị trường ngách mà bạn muốn trở thành chuyên gia sẽ thì bạn sẽ biết cái thị trường nó khả thi hay không, và bạn có thể bắt tay vào xây dựng thị trường ngách của riêng mình. Ok, thì phần review này đây là hết. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.